Thưa quý vị, những bí ẩn về Ai Cập cổ đại luôn là mục tiêu khám phá của rất là nhiều người. Một trong những phát hiện quan trọng nhất của lịch sử nhân loại đó là tìm ra lăng mộ cách đây hơn 100 năm của Tutankhamun 1922 đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử của ngành khảo cổ học. Lăng mộ đó đến nay chưa được khám phá hoàn toàn và còn rất là nhiều điều bí ẩn về vị vua này. Như đã nói ở trên, trong quá trình khai quật và khám phá lăng mộ của vua Tutankhamun, có rất nhiều sự kiện bí ẩn xảy ra, như có người hiệt mạng hoặc mắc bệnh lạ. Từ đó dư luận đã lồng hỏi về những đồng nguyên về lăng mộ vua Tutankhamun. Do đó mà rất ít người dám bén mảng lại gần, kể cả những tên trộm cắp. Lăng mộ vua Tutankhamun là lăng mộ nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại. Đây là ngôi mộ của vị vua Tutankhamun được lên ngôi từ năm 8 hoặc 9 tuổi, là người đưa đất nước trở về với tín ngưỡng đa hằng. Ông là người hồi phục lại địa vị cho hằng Amun và kết thúc việc hờ hằng Aten, thành phố Ahetaten bị từ bỏ và kinh đô được chuyển về Delhi. Ngày nay vua Tutankhamun được mọi người tôn kính coi như là một vĩ nhân. Thế nhưng khi còn sống, ông không được tôn kính như vậy. Vào ngày 4 tháng 11 năm 1992, một nhà hám hiểm người Anh tên Howard Carter đã đến khám phá lăng mộ vua Tutankhamun. Lần đầu tiên Howard Carter đến Ai Cập vào năm 1981. Khi đó, hầu hết các lăng mộ đã được khai quật. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất lăng mộ của vua Tutankhamun là còn nguyên vẹn và chưa được khai quật. Sở dĩ lăng mộ của vua Tutankhamun bị bỏ qua là bởi các nhà khảo cổ cho rằng ngôi mộ này quá nhỏ so với vị thế của ông và không có gì đặc biệt. Nhiều nhà khoa học đã đặt ra câu hỏi tại sao lăng mộ của Pharaoh Vĩ lại khiêm tốn như vậy trong suốt nhiều thập kỷ qua. Sau khi kiểm tra lăng mộ của AI để tìm kiếm manh mối thì Ismail đã phát hiện ra một bức tường với đầy hình vẽ nghệ thuật, chỉ có toàn đầu chó và nói rằng có vẻ như lăng mộ của cả hai người này khá giống nhau, gần như chỉ do một người thiết kế. Ismail nói rằng nó rất giống với lăng mộ của vua Tutankhamun, kể cả về phong cách, tác phẩm nghệ thuật và quan tài. Tuy nhiên, nó lớn hơn rất nhiều. Các nhà điều tra đã nghi ngờ rằng do vị vua Tutankhamun đã chết trẻ một cách bất ngờ nên ngôi mộ xa hoa mà ông xây dựng lên vẫn chưa hoàn thành. Khi đó, AI đã nắm bắt thời cơ và cho chôn cất vua Tutankhamun trong một lăng mộ nhỏ hơn. Sau đó, AI đã tự phong mình là Pharaoh và ra lệnh khi ông chết thì phải chôn ông ở nơi mà vua Tutankhamun đã xây dựng. Ismail nói rằng AI đã chôn cất Tutankhamun ở trong ngôi mộ nhỏ hơn để sau này ông có thể chiếm được ngôi mộ lớn hơn cho riêng mình. Hy vọng video sẽ cung cấp cho bạn những thông tin thú vị liên quan đến lăng mộ của vị vua Tutankhamun vĩ đại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những thông tin hay và bổ ích nhé. Xin cảm ơn các bạn.